Đây được không? Đấy, quý vị, lúc này là chúng tôi đang chuyển cái cuốn thư từ phòng vàng ra để lên xe. Mở cửa hả? Ừ. Lúc này là buổi chiều ngày 24 tháng 11 năm 2017. Sang cho câu đối ra cái. Bây giờ buổi chiều ở làng nghề là cũng rất là tấp nập. Rồi, đỡ một tay cho bác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau.